Thưa quý vị, một không khí trầm buồn đã bao phủ khắp thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, quê hương của Tổng Bí thư. Bằng tất cả sự kính trọng, yêu mến, người dân đã bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người con ưu tú, người chiến sĩ cộng sản kiên trung của quê hương Đông Anh và của đất nước. Thu Nhất, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tại Hà Nội. Cách đây mới có 2 tuần thôi thì là Tổng Bí thư cũng có về quê thăm quê hương. Đó là cái lần cuối cùng. Kể từ ngày hôm qua giờ thì mỗi một lần mà nhắc đến Tổng Bí thư thì bản thân tôi cũng như nhân dân cũng không thể cầm được nước mắt. Rất là xúc động và tiếc thương. Tôi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng sinh trong một làng, cùng lớn lên và cùng học với nhau. Chúng tôi cũng hết sức là bùi ngùi, cảm động và hết sức thương tiếc. Mấy anh em cùng học với nhau thì cũng gọi điện cho nhau và báo tin cho nhau biết. Thế và cùng trao đổi với nhau thì thấy là đây là một cái sự mất mát rất là to lớn và mọi người hết sức là đau lòng. Thế cái đấy là một cái tình cảm và hết sức là chân thật. Chúng tôi cũng đã rơi nước mắt trong lúc mà trò chuyện với nhau. Thực ra ở cái tuổi như chúng tôi là ít ra cũng đã thong thả rồi, riêng chú thì vẫn vất vả, chưa được nghỉ. Cho nên tôi mới nói là đồng bào, đồng chí thì hòa vui, tôi thương, tôi lo bạn, đường dài, tuổi thì cao, công việc thì nhiều, mà tuổi thì cao rồi, chưa được nghỉ ngơi gì cả. Chúng tôi ít khi gặp nhau, thế nhưng mà vẫn nhớ đến nhau. Dù ở hoàn cảnh nào thì cũng vẫn nhớ đến nhau. Quê hương Đông Anh từ nay sẽ gắn bóng người con thân yêu cùng với người dân Đông Anh, nhân dân cả nước sẽ mãi mãi trọn lòng tôn kính đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một Tổng Bí thư giản dị, gần gũi, mẫu mực, người cộng sản kiên trung luôn lấy lợi ích của Tổ quốc, của Đảng và nhân dân làm mục tiêu hàng đầu.